ngày 11 tháng 12, tại công trình xây dựng 6 căn nhà trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nhóm công nhân hơn 10 người đang dùng sẻn đào dưới nền móng cũ thì trúng một vật cứng. Anh Lê Văn Cùm, 37 tuổi, công nhân làm việc tại đây, tưởng đào trúng đá nên dùng sức cày thì mới phát hiện quả đạn cối. Thế vậy, nhóm công nhân đang làm việc tại đây hốt hoảng tháo chạy khỏi hiện trường do sợ đạn sẽ nổ. Nhận được thông tin vụ việc, Lực lượng quân sự đã nhanh chóng xuống hiện trường kiểm tra và lấy qua đạn cối 82mm đã trị xét, không còn tính sát thương.